Hương đã quay lại với channel của Tiên. Và ngày hôm nay Tiên sẽ làm một cái vlog cách làm việc hiệu quả. Ví dụ như ở nhà nhiều quá bị mất động lực thì nên làm cái gì. Sáng nay Tiên sẽ ăn khoai lang và uống một ly sữa đậu nành. Ta-da-da-da. Và ăn xong thì Tiên sẽ làm việc nha mọi người. Màu siêu đỉnh. Bây giờ thì Tiên sẽ làm việc. Tại vì hôm nay là một ngày thường, cho nên là Tiên vẫn làm việc ở công ty cho đến 6 giờ mỗi ngày. Thì cái cách mà Tiên để làm ví dụ như chủ động hơn trong công việc là Tiên thường thường Tiên sẽ làm y chang như là Tiên đang ở công ty vậy á. Cái thời gian nó có thể xây dựng một chút. Ví dụ như Tiên maybe Tiên không làm từ 8:30 nhưng mà Tiên làm từ 9:00-9:30 thì Tiên sẽ kết thúc vào cái giờ trễ hơn. Thì đó là cái cách Tiên có thể làm. Vào hôm nào mà Tiên làm sớm thì Tiên nghỉ sớm, nhưng mà Tiên vẫn đúng một cái time slot bao nhiêu đó giờ. Thường thường thì ngày thường thì Tiên sẽ ráng là Tiên không có nằm ở trên giường, tại vì nếu mà Tiên nằm trên giường Tiên sẽ rất là lười mọi người. Mình phải ngồi ở bàn và làm việc y chang như là mình làm ở công ty, và cũng như là mặc đồ cho nó giống như là mình đi làm. Nếu mọi người mặc đồ mà giống như là đang ở nhà thì cái cảm giác nó rất là ở oải và không muốn làm cái gì cả, cho nên là mình cứ y chang như là mình đang đi làm vậy đó. Thì bây giờ Tiên sẽ làm việc nha. Trưa nay thì làm xong thì Tiên sẽ ăn. Thấy màn hình nền của Tiên không? Tiên vừa mới xem phim Vincenzo xong mà. Xem hơi trễ mà dù phim nó chiếu xong từ hồi tháng 5, tháng 6 rồi, nhưng mà bây giờ Tiên mới có thời gian coi. Nhưng mà phim rất là hay Tiên mọi người, xong mình có xong phim kia. Cho nên là nếu mà mọi người chưa xem thì Tiên recommend phim Vincenzo Cassano. Ok, bây giờ Tiên sẽ làm việc nha. Bye bye. Tiên sẽ xuống ăn cơm và chuẩn bị để lát nữa sẽ làm việc tiếp nha mọi người. Bây giờ thì sẽ xuống ăn cơm đây. Bây giờ thì Tiên đang xuống ăn cơm và hôm nay là Trung thu cho nên sẽ ăn chay nha mọi người. Ngày 15 rằm tháng 8. Happy Mid Autumn Festival. Năm nay không có đi đâu chơi hết ở nhà. Cho nên là Trung thu nó cũng rất là khác mọi ngày. Bây giờ là gần 2 giờ và Tiên vừa mới ăn xong, thì bây giờ là làm việc tiếp. Và đó là cái cách mà Tiên làm mỗi ngày để cho mình không có bị lười ở trên giường đó. Có nghĩa là nếu mà mọi người không có một việc gì làm nào đó hay là gì đó thì Tiên nghĩ là mình mọi người cũng đừng có lười quá, mà mọi người hãy ngồi dậy, ngồi vô bàn, mình có thể làm những cái thứ mà mình plan ra mình sẽ làm, hoặc là mình làm những cái gì mình yêu thích. Chứ mỗi ngày mà Tiên thấy cứ nằm ườn trên giường mà lười như vậy thì sẽ không có effective một chút nào, và nó sẽ làm phí thời gian của bạn rất nhiều. Cho nên là hãy tận dụng những cái khoảng thời gian ở nhà này và hãy làm những công việc mà bạn yêu thích, hoặc là plan cho những cái gì mà sắp tới. Ok, bây giờ Tiên sẽ làm việc tiếp nha. Bây giờ là 4 giờ. Tiên ăn kimbap. Hôm qua Tiên vừa mới làm. Như mọi người đã thấy là Tiên đang coi cái MV mới của BTS. Nói chung là MV này cũng không phải là quá mới, nhưng mà Tiên rất là thích
Và hôm nay rất là vui khi được thiệu cho mọi người cái điện thoại Galaxy Z Flip 3 này. Tiên nói thiệt là Tiên chưa bao giờ sử dụng một cái điện thoại nào mà Tiên thấy nó khui luôn á. Nghĩa là mọi người có thể thấy cái màn hình nào, mọi người có thể gặp lại như thế này. Và nó sẽ show ra được giờ luôn nha, ở màn hình ngoài nè. Đó, rồi mọi người mở lên. Nói chung là những bạn nào mà sử dụng điện thoại này thì Tiên thấy là nó khá là trẻ trung và cũng như là rất là phù hợp với những cái bạn trẻ, những cái bạn trendsetter trong năm nay. Và khi mà có một cái điện thoại mà màn hình nó lớn như vậy á, mọi người có thể gặp lại và mọi người bỏ vào túi nó rất là tiện lợi, rất là dễ dàng luôn. Và đồng thời nữa, trời ơi mọi người, nó có tính năng waterproof nữa. Cho nên là mọi người khi mà có rớt vô nước hay là đi bơi hoặc là vô phòng tắm mà nước có rơi vào thì mọi người yên tâm luôn là nó waterproof nha. Đồng thời á, là với màn hình 120Hz, mọi người có thể, Tiên sẽ demo cho mọi người xem. Nó rất là mượt khi mà các bạn swipe á, kiểu tất cả mọi thứ nó rất là mượt luôn. Đây, đây là màn hình chính nè. Xuống chung kia thì đó, khi mà các bạn swipe bạn thấy không, nó rất là mượt luôn. Kiểu như là nó rất là nhanh và cũng không có bị mà vô YouTube coi thì full screen ra mọi người, các bạn rất là bự. Trời ơi, một cái điều rất là cool là cho những bạn nào thích selfie thì đây, mọi người, Tiên sẽ chỉ cho mọi người xem. Selfie á, thì chắc nè mọi người thấy thì Tiên có thể gặp như thế này, gặp như thế này mà Tiên chụp hình đây cho mọi người xem, chụp thử nha. Trời ơi, mặt ngọc mà nhìn vẫn ok la vãi. Nè mọi người, thấy không? Đấy, coi, coi lại cái hình cũ đó. Kiểu để mặt mộng mà da vẫn siêu láng luôn mọi người. Trời ơi, nè, Tiên chỉ có đánh miếng son thôi á, còn lại là mặt Tiên không make up gì luôn ngày hôm nay á. Nói chung mà Tiên thấy Z Flip là một cái điện thoại mà đi đầu xu hướng dành cho những cái bạn rất là trendy, rất là năng nổ, outgoing á, thì là những bạn sẽ rất là phù hợp với chiếc điện thoại này. Và nếu mà mọi người nào muốn purchase và muốn mua điện thoại của Samsung thì Tiên sẽ để vào link ở bên dưới nha. Còn bây giờ thì Tiên sẽ enjoy tiếp cái video Tiên đang xem. Mấy bữa nay Tiên sử dụng thì Tiên thấy là rất là wow. Thật sự là không có gì để chê, là ba Tiên là một fan của Samsung. Và hồi xưa Tiên biết tới Z Flip và tại vì có một chị đồng nghiệp của Tiên sử dụng và đã khen Z Flip rất là nhiều. Nhưng mà năm nay cho ra version 3 thì là nó lại nâng cấp hơn nữa. Và nó cũng có cái màn hình ở đây đó, mọi người có thể ví dụ bấm vô nha. Rồi mọi người có thể đó, set những cái mà mọi người muốn ở đây nữa, nghe nhạc. Kiểu mấy bữa nay Tiên lấy, Tiên có về mà hả, anh Tiên cứ đòi xài, không mà không cho Tiên xài gì hết. Tại vì anh Tiên thấy nó gập lại, nó rất là cool. Đồng thời Tiên cũng biết đến cái điện thoại này khi mà Tiên xem cái video Butter mà cái anh BTS đã PR. Thì sau đó mới biết cái Z Flip này, cho nên là các bạn nào muốn sở hữu cái điện thoại này thì Tiên có để link ở dưới để cho mọi người tham khảo nha. Nó có nhiều màu lắm á. Bây giờ thì Tiên sẽ tập thể dục một chút và sẽ xuống ăn tối nha mọi người. Let's work out with me. Hôm nay thì Tiên sẽ không có tập nặng, nhưng mà Tiên sẽ tập yoga cũng như là tập thở. Thường thường thì những cái ngày mà Tiên mệt thì Tiên sẽ tập yoga và tập thiền, tập thở nhiều hơn để cho cái body của các bạn nó flow, cũng như là làm việc đầu óc nó cũng thoải mái hơn và nó tập trung hơn. Thì thường thường thì Tiên sẽ mở nhạc ở trong điện thoại, xong rồi sau đó thì Tiên sẽ thiền ha. Bây giờ thì đó là cái cách Tiên làm. Tiên sẽ ngồi như vậy và Tiên hít sâu, thở mạnh ra và Tiên ngồi như vậy tầm 10 phút. Sau đó thì Tiên mới bắt đầu những cái động tác yoga nhẹ nhàng, cũng như là yoga nói như vậy thôi, mọi người nghĩ nó nhẹ nhàng nhưng mà nó đổ mồ hôi rất nhiều nha mọi người. Và nó rất là tốt luôn, cho nên là bạn nào chưa tập yoga mà muốn tập thử thì Tiên nghĩ hãy vào YouTube. Nó sẽ có những cái bài tập rất là hay và Tiên hay tập ở trên YouTube đó mọi người. Đây, cái cô này nếu mọi người muốn tập thì mọi người tham khảo nha. Đây là một cái channel rất là hay luôn á mọi người. Đây, Yoga with Adrian. Hello everyone and welcome to Yoga with Adrian. I'm Adrian and this is Sweet Benji. And today we have a detox and reset practice for you.
bánh trung thu. Bánh trung thu trứng muối. Hôm nay bà qua này ăn cũng hết ăn bữa thứ hai. Đi ra ăn cơm xong rồi và bây giờ sẽ lên phòng để xem phim. Thì Tiên vừa mới xem hết bộ phim Vincenzo, như là Tiên có giới thiệu với mọi người là Song Joong Ki đóng, và cái phim đó là một cái phim phải nói là tuyệt vời. Cho nên là bây giờ Tiên xem một cái phim khác mà hiện tại cũng đang rất là nổi tiếng. Đó là phim Hometown Cha Cha Cha, là một cái phim của Shin Min Ah đóng với lại một cái anh khá là nổi tiếng đóng trong Star Up rồi mà Tiên quên mất anh tên của anh. Nhưng mà đây là bộ phim Tiên đang xem đây. Nhưng mà rất là đáng tiếc, Jung Hee đã mang đến cảm xúc. Dễ thương lắm mọi người. Chắc là Tiên sẽ kết thúc cái vlog ngày hôm nay tại đây. Bây giờ Tiên sẽ không phải remove makeup, Tiên cũng không makeup. Tiên sẽ đi rửa mặt cũng như là skin care và chuẩn bị cho buổi tối ngày hôm nay. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã xem hết cái vlog ngày hôm nay, một cái vlog khá là basic daily của Tiên, nhưng mà mong là sau cái video này thì mọi người sẽ có nhiều động lực hơn để làm việc, cũng như là đừng quá phí thời gian mùa này mình nằm trên giường nhiều. Mình hãy tìm những cái thứ mà mình thích để mình làm, ví dụ như là học nè, làm việc nè, những cái plan mới, hoặc là tập thể dục, hoặc là học một cái môn nhạc cụ gì đó mới. Thì Tiên nghĩ là nó sẽ giúp cho các bạn rất rất là nhiều trong tương lai. Cảm ơn mọi người rất là nhiều và hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo nha. Bye bye.